Em xin chào toàn thể bác đang theo dõi kênh Đọc Trang Lạng Sơn nhá. Hôm nay buổi trưa ngày 13 tháng 8 âm lịch thì em vẫn đang đi phun MKP để làm già lá cho những cái cây đào thất thốn mà trước đó các bác đã đặt của em đây. Đấy thì hôm nay là em đi phun lần 2 MKP để làm già lá và hãm những cái chồi non ở trên cái cây đào thất thốn này. Thì đợt trước cũng có đăng lên giao lưu cùng các bác là 500.000 một cây là bao ship. Thế nhưng mà từ đăng lên từ hôm đấy cách đây được 3 tuần rồi thì cũng phải có đến 30 bác là đã đặt cây của em. Thế nhưng mà em vẫn nhắn tin với các bác là hẹn các bác thêm độ 5-7-10 ngày nữa, khi mà cái thời tiết gió heo may nó về và thời tiết ở Lạng Sơn chúng em nó chuyển lạnh đi tầm độ được 5-7 ngày thì để cho cái cây đào nó già răm và già cái lá đi thì em mới đánh cây để gửi cho các bác. Thì các bác cũng đã đồng ý rồi để tại vườn của em để em chăm sóc thêm cho cây nó đẹp đi, xong rồi khi mà thời tiết mát mẻ thì em sẽ đánh cây lên và gửi đi cho các bác. Đấy, thì em quay lên cũng để thông báo với các bác luôn là hiện nay là em đang phun MKP để làm cho nó rụt những cái dăm này các bác. Các bác nào mà có những cái cây đào thất thốn thì các bác cũng có thể phun MKP nhé. Đấy, những cái cây này là em phun để hãm dăm được 2 lần cái loại MKP. Phun là 90g trên 20 lít nước thì các cái đầu dăm của cái cây đào này nó đã rụt lại đây các bác. Đấy, các bác nhìn thấy nó đẹp không? Nó vẫn còn giữ nguyên lá và nó không phát triển chồi non nữa. Ngày hôm nay em đang đi phun lần thứ hai và lần thứ hai này thì em giảm cái lượng thuốc MKB xuống còn là 50g với 20 lít nước thôi các bác ạ. Tại vì ngày hôm qua cách đây em ra kiểm tra cái vườn đào Lục Bình này ấy, thì thấy những cái lá của cây đào Lục Bình này nó đã rụng xuống rất là nhiều. Một phần là do gió mùa đông bắc về và một phần là do em phun cái lượng thuốc nó hơi bị nhiều so với cái lá cây của nó. Đấy, cái lá cây đào bích đào phai này thì nó sẽ mỏng hơn là những cái lá cây đào thất thốn. Thì phun quá liều một tí là nó sẽ rụng nhiều lá hơn là đào thất thốn. Còn các bác để ý xem cái đào thất thốn của em cũng vẫn phun giống như thế. Lượng thuốc cũng giống như thế, 90g với 20 lít nước. Thế nhưng mà cây đào thất thốn thì nó rụt lại dăm rất là đẹp và không bị rụng lá. Đấy, rút ra được cái kinh nghiệm là cái cây đào thất thốn này lá nó dài, nó dài và nó dày. Nó dày hơn là những cái lá đào bích đào phai thì nó không bị rụng. Còn ở đây ở trong vườn đây là những cái cây đào bích đào phai em phun 90g thì nó hơi quá liều một chút và cộng thêm cái gió đông bắc thì hiện nay là tất cả các cái gốc cây này nó đang rụng lá rất là nhiều. Thế nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng lắm so đến cây đâu các bác, tại vì những cái cây đào Lục Bình này của em thì lá nó vẫn còn rất là nhiều. Nên là rụng một ít cái lá già bên dưới thì nó không ảnh hưởng đến chất lượng hoa. Đấy, em quay lên để thông báo với các bác là nếu như các bác làm cùng với em ấy thì các bác cũng giảm cái lượng thuốc xuống nhá. Mình chỉ phun tầm độ 50g trên 20 lít nước thôi cho những cái cây đào bích đào phai này. Còn đào thất thốn thì các bác cứ phun 90g cũng được, không sao cả. Là những cây đào thất thốn em vẫn đang đi phun đây. Phun lần này là lần thứ hai rồi. Đấy. Thì các bác nào mà có nhu cầu mà chơi Tết những cái cây đào thất thốn này để bàn thì các bác vẫn cứ nhắn tin cho em. Thì em sẽ gửi cho các bác những cái cây đẹp nhất ở trong cái vườn của em này. Để cho các bác đặt sớm thì các bác sẽ chọn được cây ưng ý hơn. Còn các bác nào mà đã đặt cây của em rồi ấy mà em vẫn chưa gửi cây thì là em xin hẹn các bác tầm độ 7 đến 10 ngày nữa, khi mà thời tiết ở Lạng Sơn chúng em nó lạnh về tầm độ được 1 tuần hoặc 10 ngày đi, thì nhìn những cái lá của nó sẽ già đi này. Các cái lá của nó già đi và những cái kẽ lá này nó sẽ hình thành lên các cái nụ trương trương ở trong người các bác. Thì lúc đấy là em sẽ gửi đi cho mọi người. Thì các bác chỉ việc trồng lên chậu và đến cái thời điểm tuốt lá là các bác tuốt lá thì đến Tết là nó sẽ có hoa nở thôi. Còn các bác sẽ không phải làm thêm một cái công đoạn gì nữa nha các bác. Đấy, hiện nay là những cái cây đào này rụng rất là nhiều lá. Nhìn các bác nào mà mới làm mà làm cũng giống như em này thì các bác cũng đừng có lo nhá. Nó rụng chỉ rụng những cái lá già bên dưới thôi, không ảnh hưởng cho lắm. Nhưng mà mình lại rút được ra một cái kinh nghiệm rất là hay, là mình biết được cái liều lượng của những cái cây đào mà mình phun cho nó. Ví dụ như đào bích, đào phai thì mình chỉ phun tầm độ 50g với 20 lít nước thôi là ok. Còn đào thất thốn này thì có thể 90g đến 1 lạng cũng được. Nó vẫn không ảnh hưởng gì mà nó lại rụt dăm lại rất là đẹp.
Đấy, thế nên là khi phải làm thực tế thì mình mới rút ra được những cái kinh nghiệm hay các bạn ạ. Rồi, cái video này em quay ngắn lên đây để vừa thông báo với các bác là cái liều lượng em phun cho cái đà thất thốn này là 90g trên 20 lít nước. Thì cũng đã là làm rụt những cái dăm của cây đào thất thốn được rồi, để cho các bác cùng làm với em. Cũng để thông báo với các bác luôn là những cái cây đào mà các bác đã đặt của em thì các bác cứ yên tâm là để ở tại vườn của em, thì em chăm sóc cho nó thêm được một thời gian nữa thì cây nó sẽ càng đẹp. Đấy, và em sẽ sắp xếp một cái ngày nào đấy là thời tiết nó mát mẻ là em sẽ gửi cho tất cả các bác luôn nhá. Đấy. Rồi, em xin chào toàn thể các bác nhá.